Wow, màn hình 144Hz, bàn phím RGB PKI. Đấy, có rất nhiều yếu tố hay ho trên chiếc laptop này. Và xin chào anh em đã đến hôm quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá nhanh một chiếc laptop. Thật ra thì dòng laptop mà hôm nay chúng ta cùng làm ấy, là mình đã có một video về nó rồi, nhưng mà nó là phiên bản khác. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cái phiên bản khác của nó. Đó chính là MSI GL65 Leopard. Nào, bắt đầu video. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về thiết kế của chiếc GL65. GL65 là cái dòng laptop nó cao cấp hơn một chút so với dòng GF. GL thì nó sẽ cao hơn. Cao hơn như thế nào? Đó là ở chất liệu vỏ. Chúng ta sẽ có mặt A là vỏ bằng kim loại nha anh em. Mặt A này vỏ kim loại, chúng ta có logo rồng đỏ sáng lên với tương ứng với đèn nền. Đèn nền sáng thì là cái logo này nó sẽ sáng lên. Bên cạnh đó thì anh em sẽ có hai cái đường gân rất là mạnh mẽ ở đây. Đấy, trông như kiểu anh em nào mà tập gym xong rồi ven viết nó nổi lên cuồn cuộn cơ bắp, nhìn kiểu khỏe mạnh thì đây. Chúng ta sẽ có những đường gân kiểu như vậy. Đó là những cái điểm nhấn ở trên mặt A, không có nhiều. Ở cạnh dưới này thì anh em sẽ nhìn thấy là cái thiết kế rất là hầm hố và mạnh mẽ, đậm chất gaming của MSI với hai cái khe thoát gió tản nhiệt đây và chữ tên của dòng máy ở đây. Đấy là Leopard. Đến với mặt B thì anh em sẽ có một chiếc màn hình 15,6 inch IPS, có độ phủ màu là 45% giải màu NTSC. Và bên cạnh đó thì anh em sẽ có viền siêu mỏng ở cả ba cạnh, đó là cạnh trái, cạnh phải và cạnh trên. Mặc dù là cạnh trên có viền siêu mỏng nhưng mà chúng ta vẫn không bị lược bớt đi cái webcam. Cho nên là nếu như mà anh em sử dụng chiếc laptop này để cho những cái công việc kiểu như là họp online, học từ xa hay là gì đấy, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được webcam. Và đặc biệt là nếu như anh em có muốn làm stream game đơn giản với chiếc laptop này thì mình nghĩ là vẫn hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì là hiệu năng cũng như là cấu hình của chiếc laptop này nó không hề tệ một chút nào đâu. Tạm thời bỏ qua những yếu tố đó, chúng ta sẽ đến với mặt C. Mặt C sẽ là một nơi mà mang lại cảm xúc khá là lớn ở trên chiếc laptop này. Đấy, anh em có thể thấy là bản lề có thể mở ra rất là rộng. Nó hơi cứng một chút ở cái khoảng này. Ở khoảng này nó bắt đầu cứng rồi. Và bản lề cứng như vậy thì anh em sẽ hơi gặp một chút khó khăn khi mà mở chiếc laptop này lên bằng một tay, anh em thấy không? Đấy, và mình sẽ phải thêm một tay nữa để giữ cái phần đế của chiếc laptop này xuống. Quay trở lại với cả mặt C nhá. Mặt C thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái bàn phím theo như thông lệ của MSI, là bàn phím được đến từ SteelSeries. Đây là một chiếc bàn phím mà mình có thể nói là gần như là tiêu chuẩn rồi. Các mẫu laptop khác khi mà mình đánh giá, mình đều lấy chiếc bàn phím này ra để làm thước đo. Tại vì sao? SteelSeries họ đã chăm chút rất là kỹ cho bàn phím trên những chiếc laptop đến từ MSI. Độ này rất là tốt, hành trình phím vừa phải. Và nó mang lại cái feedback, nó cảm giác gõ rất là thoải mái. Và đặc biệt là nếu như anh em chơi game thì anh em không cần một chiếc bàn phím cơ, mà chỉ cần một chiếc bàn phím laptop như thế này thôi. Với độ này của nó, mình tin chắc là anh em vẫn có thể mang lại có được những cái cảm giác rất là rõ rệt và sắc nét khi mà anh em chơi game. Và cái điểm đặc biệt nhất đấy là bàn phím này, đó là bàn phím RGB PKI. Và anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh được màu sắc của từng phím một theo nhu cầu của anh em. Anh em thích vẽ hình gì lên thì vẽ. Ví dụ như là mình đã từng vẽ hình cờ Tổ quốc, cờ đỏ sao vàng chúng ta lên chiếc bàn phím này, rất ấn tượng đúng không? Ngoài ra thì thiết kế mặt C chúng ta cũng có chất liệu là bằng kim loại. Đấy là cái điểm cao cấp hơn so với dòng GF, dòng GL là như vậy đấy. Pad chuột thì nó hơi nhỏ một chút. Theo cái đánh giá cảm quan của mình, nhỏ là tại sao? Tại vì là MSI họ đã phải cắt bớt đi cái diện tích của pad chuột để cho hai cái nút ấn chuột click trái phải riêng biệt. Thì cái điều này mình lại thấy hay. Mình thích cái việc là cái nút chuột trái chuột phải nó tách rời ra như thế này, và là nút vật lý hơn là nút cảm ứng hoặc là nút đè ở bên dưới cái bề mặt cảm ứng. Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta thao tác một cách chính xác hơn. Đấy. Còn cái nút cảm ứng thì đôi khi ví dụ là anh em bị cảm ứng bị làm sao đấy, hoặc anh em ấn nhầm, rất dễ bị ấn nhầm. Và cái việc mà chia ra như này mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra trên mặt C này anh em sẽ thấy những cái đường gân họa tiết. Và cái điểm nữa mình thấy là chiếc laptop này rất là đẹp, đây chính là cái bàn phím nó sẽ tràn sát ra hai phần viền này, anh em có thể thấy. Đấy, tràn sát ra hai viền và nó sẽ có cái độ lõm xuống và nó sẽ lõm đều ra hai bên luôn, rất là đẹp. Và nó là bàn phím full size. Đấy, nhìn rất là ấn tượng. Ở góc trên này thì anh em sẽ thấy là chúng ta có các nút, là nút để gọi Dragon Center, anh em chỉ ấn nút phát ngay cạnh cái nút nguồn thôi, hoặc là cái nút Turbo để anh em bật mắc quạt lên. Đó, ngay khi ấn vào Turbo phát anh em có thể dễ dàng nghe tiếng quạt nó thổi mạnh hết công suất lên để mang lại chúng ta cái hiệu năng tản nhiệt rất là tốt.
Về thân máy thì có thể thấy là nó rất là mỏng nhẹ đúng không? Mặt D thì có lẽ là không có gì để nói nhiều rồi. Mình sẽ chỉ show cho anh em một chút mặt D thôi. Ngoài cái việc là chúng ta có một cái hệ thống lưới rất nhiều lưới đúng không? Anh em có thể thấy gần như là toàn bộ cái bộ đồ lòng của chiếc laptop này qua cái lưới này. Đấy, kể cả hai quạt tản nhiệt ở hai góc này. Đó, rất là thoải mái về mặt airflow. Ngoài ra thì mặt đây cũng không có gì để nói nữa. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có gì? Một khe thoát gió tản nhiệt này, lỗ khóa Kensington này. Chúng ta có cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI, một cổng mini DisplayPort. Như vậy anh em có hẳn hai cổng xuất hình ảnh. Chúng ta có một cổng USB, đây là Type A, chuẩn là 3.2 Gen 1. Chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type C nữa. Đây là SS thì như nó chỉ là 3.2 Gen 1 mà thôi, hơi tiếc một chút. Và chúng ta có hai cổng 3.5mm cho mic và tai nghe riêng biệt. Ở cạnh phải thì anh em sẽ có vẫn có khá là nhiều thứ ở đây. Chúng ta sẽ có cổng sạc này, chúng ta có hai cổng USB Type A nữa, đều là chuẩn SS 3.2 Gen 1. Chúng ta sẽ có thêm một khe cắm thẻ nhớ nữa. Mặc dù là khe cắm thẻ nhớ trên laptop gaming mình thấy nó hơi thừa một chút, nhưng mà với chiếc laptop này, với hiệu năng của nó, với cái cấu hình của nó là Intel Core i7-10750H thì mình nghĩ là anh em đôi khi sẽ làm nhiều việc với nó hơn là chỉ chơi game. Ví dụ những việc như là anh em chụp ảnh, anh em edit ảnh, anh em làm Photoshop, làm Lightroom, anh em làm Premiere chẳng hạn, anh em dựng video, dựng vlog, dựng những cái video gaming của anh em chẳng hạn, thì việc có cái khe cắm thẻ nhớ này sẽ hỗ trợ anh em rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần nữa mà mình tin chắc là rất nhiều anh em quan tâm, đấy là cái hiệu năng thực tế. Thì về hiệu năng của chiếc laptop này, như mình đã chia sẻ là nó sẽ sử dụng CPU Core i7-10750H. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có 4GB RAM được gắn sẵn và nó hỗ trợ gắn lên tới là 64GB RAM. Như vậy là anh em có thể mua hai thanh 32GB cắm vào. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc laptop này có hai slot RAM. Bên cạnh đó thì nó sẽ được gắn sẵn một ổ SSD NVMe 512GB để anh em có thể cài hệ điều hành cũng như cài Win rất là thoải mái. Và nếu anh em cảm thấy 512GB vẫn chưa đủ thì anh em hoàn toàn có thể gắn thêm HDD nữa với cái slot 2.5 inch được để sẵn trong này. Và anh em có thể nâng cấp thêm được bộ nhớ rất là dễ dàng. Anh em có thể gắn thêm HDD hoặc là SSD tùy nhu cầu của anh em nhé. Gì nữa nhỉ? Chúng ta sẽ có card đồ họa, đúng rồi, về card đồ họa thì anh em sẽ có GTX 1650. Tại sao GTX 1650? Tại vì là chiếc laptop này có mức giá tương đối là rẻ nếu như mà so với những gì mà nó mang lại, đó chỉ là 23.990.000 đồng tại thời điểm này trên PNC Store. 23.990.000, anh em có Core i7 8 x 16 luồng, xung nhịp của con CPU này có thể max boost lên tới là 5.0 GHz. Đó, một mức xung nhịp rất là cao, cộng với cái việc số nhân số luồng nó rất là thoải mái, anh em có thể làm được rất nhiều thứ trên nó. Tuy nhiên thì card đồ họa GTX 1650, mặc dù là nó có hiệu năng cao lên tới là cao gấp rưỡi so với GTX 1050 Ti, tuy nhiên thì nhiều anh em vẫn sẽ kỳ vọng nhiều hơn ở nó. Nhưng mà cá nhân mình khi mà trải nghiệm game thực tế thì GTX 1650 vẫn làm việc cực kỳ tốt. Tất cả những tựa game phổ biến hiện nay, từ PUBG hay là Call of Duty Warzone, mình đều có thể chơi rất là mượt mà trên chiếc laptop này. Dĩ nhiên là mình sẽ phải chọn một mức setting phù hợp. Nhưng cái điều anh em quan tâm bây giờ đó chính là Cyberpunk 2077 có thể chơi mượt trên chiếc laptop này hay không. Vậy thì tại sao chúng ta không thử nhỉ? Nào, bây giờ anh em hãy cùng mình thử chơi Cyberpunk 2077 với cái mức quạt tản nhiệt, đấy là mình để Max Turbo này, và setting một setting phù hợp để xem là chiếc laptop này có thể gánh được như thế nào nhé. Vâng, rõ ràng là về chơi game thì Cyberpunk 2077 vẫn là một tựa game rất là kiểu đỉnh của chóp hiện nay ấy. Cho nên là chúng ta không thể nào đòi hỏi quá nhiều, nhưng mà chiếc laptop này vẫn chơi rất là ok đúng không anh em? Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái hạng mục khác mà mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc laptop này. Về màn hình thì trải nghiệm ở mức vừa phải. Nếu như mà anh em
cần những cái công việc liên quan đến việc độ chính xác về màu sắc thì mình nghĩ là anh em sẽ không kiểu quá là mãn nguyện chiếc màn hình này đâu. Tuy nhiên nếu như mà anh em làm design về digital chẳng hạn, làm design web các thứ thì mình nghĩ chiếc màn hình này vẫn rất là ok. Anh em khi mà mua laptop tại TNC Store thì sẽ được tặng kèm thêm cái gói dịch vụ đấy là cân màu màn hình miễn phí nữa. Thì lúc đấy anh em làm design về digital với giải với hệ màu là sRGB thì mình nghĩ là nó cũng ok. Bây giờ sẽ đến với loa ngoài. Loa ngoài thì chiếc laptop này sẽ hỗ trợ Hi-Res Audio để anh em có thể trải nghiệm được âm thanh tốt hơn qua cái tai nghe. Và cái này thì nó sẽ ảnh hưởng với tai nghe của anh em nhiều hơn là đến từ cái laptop. Nhưng mà nếu như anh em muốn nghe bằng loa ngoài ấy, thì chiếc laptop này được trang bị cái hệ thống gọi là Giant Speaker. Thì cái Giant Speaker này nó sẽ cho cái âm lượng khá là lớn. Đây mình sẽ nghe thử một đoạn nhạc để xem cái âm lượng nó sẽ lớn như thế nào. Cũng được em ạ. Mặc dù là nó không như kỳ vọng của mình, nhưng mà đổi lại thì độ chi tiết của âm thanh rất là tốt. Độ cái giải mid và giải cao ấy nó khá là chi tiết. Giải treble nó không bị sắc quá, không bị chói tai. Còn giải bass thì rõ ràng rồi, nó là laptop mà, cho nên chúng ta không thể nào đòi hỏi quá nhiều. Ngoài ra nữa thì còn một yếu tố nữa mà mình tin chắc là anh em quan tâm, đấy là yếu tố về pin. Pin thì chiếc laptop này được trang bị viên pin 41Wh, không quá to. Thật sự là 41Wh là một mức pin trung bình mà thôi, không quá ấn tượng. Nhưng mà nếu anh em sử dụng để mang đi học chẳng hạn, anh em ghi chép bài vở ở trên lớp, anh em nghiên cứu tài liệu, anh em lướt web và xem lướt Facebook, xem YouTube các thứ bình thường, thì mình nghĩ anh em với cái việc là anh em kết hợp giữa chế độ sử dụng tiết kiệm pin và anh em tắt đèn nền bàn phím, giảm loa ngoài hoặc anh em dùng tai nghe và cái độ sáng màn hình ở mức trung bình, thì chiếc laptop này có thể kéo dài tới gần 5 tiếng đồng hồ. Thì đấy là mức sử dụng mình nghĩ là tương đối cho một chiếc laptop gaming rồi. Và nếu như anh em chơi game ấy thì anh em hãy dùng cái cục adapter sạc vào cho mình. Thì lúc đấy thì cái hiệu năng của CPU cũng như GPU mới được bung hết sức. Cái cục adapter này của nó thì sẽ có công suất là 150W. Và cái hay mà mình luôn luôn chọn laptop MSI cho cái việc là sử dụng lâu dài, đó chính là trong MSI Dragon Center ở đây, anh em sẽ thấy là chúng ta có cái chỉnh các cái chế độ pin, sạc pin. Nó gọi là Battery Master. Thì anh em có thể lựa chọn cách sạc làm thế nào để cho viên pin của anh em nó bền nhất có thể. Ví dụ như là sạc đến 85% hoặc 80% gì đấy là nó sẽ ngừng sạc. Đây, Best for Battery Life. Đấy, nếu chọn sang đây thì viên pin của anh em sẽ chỉ được sạc đến 60% và dừng lại. Đấy, và khi mà nó tụt xuống dưới 50% thì nó lại sạc tiếp. Đấy, nó sẽ giúp cho cái chu kỳ sạc của anh em nó được kéo dài ra và viên pin nó sẽ bền hơn. Hoặc nếu anh em chọn ở chế độ Balance ấy thì là viên pin của anh em sẽ được sạc đến 80%. Đấy, sẽ dừng không sạc thêm nữa, đến 80% thôi. Còn nó tụt xuống dưới 70% thì nó mới lại sạc lên tiếp, đến 80% thì dừng. Đấy, cái kiểu này, kiểu sạc này mình rất là thích. Và mình cũng đang sử dụng một chiếc laptop MSI và cái công nhận là tuổi thọ pin của nó bền thật. Công nhận là rất bền với cách sạc như thế này. Và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc laptop MSI GL65. Có mã là 089VN, đang có giá bán tại TNC Store là khoảng gần 24 triệu đồng. Nếu anh em quan tâm đến chiếc laptop này thì có thể tìm thấy thông tin chi tiết dưới phần mô tả video, ở trong đường link mình để ở bên dưới đấy. Còn nếu anh em có bất kỳ câu hỏi nào hay thắc mắc nào về sản phẩm thì cũng có thể là inbox trực tiếp cho TNC Store hoặc là để lại comment ở bên dưới video này nhé. Nhớ đăng ký cũng như là bấm chuông cho TNC Channel. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.